mình phát hiện ra một con cua to nó đang bò ở ruộng nước này các bạn. U chà chà, thì nó giơ hai càng của nó ra là bơi nhanh chưa này các bạn ơi. Các bạn ơi, hôm nay mát rồi mình lại có chiếc cần câu này các bạn. Uầy, chiếc cần câu rất là đẹp nhá các bạn nhá. Các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhá. Nào mình đi tìm cua thôi. Đây rồi, thấy một con cua rồi các bạn. Biết không? Thả mồi xuống nó cắn không? Wow, nào ăn rồi các bạn. À, ăn mồi của mình rồi đây này. Đấy. Cua đây các bạn ơi. Quá cha 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 cha. Được rồi các bạn ạ. Ha, được cua rồi. Đấy, mình câu được con một con cua rồi nhá các bạn nhá. À, một chú cua bé. Nó đáng yêu luôn các bạn. Giờ mình đi tìm con đây xem có con cua nào khờ to không. Nhiều bèo quá nên khó phát hiện lắm các bạn. Đây rồi, mình phát hiện ra một con cua nữa đây rồi. Các bạn ơi, ở dưới cái đàn lá sen này. Mình phải nhẹ nhàng mình. Thôi, ngại xuống nó mất rồi các bạn. Mồi to quá sao ấy, cua nó sợ các bạn. À, à không phải đâu các bạn ơi, ăn rồi. Ui thôi. Bây giờ mình sẽ dừng nó ra các bạn. Ui đây đây, cua to đấy các bạn ạ. Ui này, đây rồi. Nhá, chà chà, được rồi các bạn ạ. Cua rất là to nhá. Đấy, đã câu thành công các bạn. Thử mãi cuối cùng nó cũng ăn mồi của mình nữa các bạn ơi. To không các bạn? Ui, dương hai càng này để chắc mình đấy. Nhưng mình biết rồi, mình sẽ tránh, mình không bị cắt đâu các bạn ạ. Đi tìm cua tiếp nhá. Bạn ơi, giờ mình sẽ lại đi ra cái bãi đất trống này, mình tìm cua mình câu nhá các bạn nhá. Rồi thì đi tìm cho con nào không các bạn ơi. Mình phát hiện ra một con cua to nó đang bò ở ruộng nước này các bạn. U chà chà, thì nó giơ hai càng của nó ra là bơi nhanh chưa này các bạn ơi. U ơi, đây mình có cái cần câu, mình thử rủ xem có cá mồi của mình không. Cua này ui bơi nhanh lắm các bạn ạ. Wow, đây. Ui cái nó bơi đây. Ui con cá gì đây các bạn ơi. Wow chà chà, mình bắt được một con cá cóc này, đẹp chưa này các bạn ơi. U ấy, đi ra ruộng lại gặp con cá cóc đẹp quá các bạn ạ. Ui con cua của mình nó chạy đâu mất rồi. Wow, thôi mình mất cua rồi các bạn ơi. Mình thử tìm xem nào. Mò nhé, chỉ sợ nó cắp thôi các bạn ạ. Con cua nó khôn lắm. Ui nó chui trong hang. Wow, ui các bạn ơi, nó chui vào trong hang này sâu quá các bạn ạ. Ô để mình bắt con cua này nhá. Ui nó chui trong hang của nó này các bạn ơi. Wow, đây rồi, to quá các bạn ạ. Wow, thích quá các bạn ơi. Ấy đấy, nó dương hai càng lên này. Wow, ơi chà chà, thích không các bạn? Sướng đấy các bạn ơi, mình bắt được con cua to quá các bạn ạ. Thích thật. Wow chà chà, đi đưa một con cua to gặp một con cá cóc nữa các bạn ạ, đẹp thế. Wow chà chà. Rồi giờ mình sẽ đi câu cua tiếp vào cái ruộng này nhá các bạn nhá. Vừa ra ruộng này một cái, ui lại được con cá cóc nữa này các bạn ơi. Wow, đây này. Ui ui, để mình bắt. Đấy, ui ui. Đấy, chạy ra kia rồi. Mình đi theo mình bắt thôi các bạn ơi. Đây. Đây rồi. Bắt nhẹ nhàng lắm các bạn. Wow, bắt được đây rồi này các bạn ơi. Chà chà, sướng chưa. À, bắt cá mang về thả các bạn ạ. Wow, chà chà, nhiều quá các bạn ơi. Ui, con cua của mình nó bò ra được. Mình đi tìm tiếp thôi nhá. Thích rồi. Xem đây có cua không. Wow, sướng thật các bạn ơi. Đây rồi, phát hiện ra một con cua nó đang bò lên các bạn. Ui, một chú cua to phết, mình để câu thử xem nào. Ăn mồi của mình không. Wow, không biết có ăn không các bạn. Không ăn hay sao ấy. À, cũng thấy ăn rồi các bạn ơi. Gặm mồi của mình cho này. Chà chà, tưởng không ăn hóa ra cũng ăn này các bạn ơi. Chỗ mãi mà chưa cho lên các bạn ạ. Nào ăn đi. Ăn đi nào. Mình nhấc lên. Ui, con cua này nó ăn kém thế nhở. Ăn mồi đi, mồi ngon thế này cơ mà. Đây này. Để mình nhấc lên nhá. Wow, không nhấc được lên rồi. Càng to mà bám không chặt các bạn ạ. Như con cua này nó ăn no rồi, nó không ăn mồi của mình nữa các bạn ơi. Đấy, mình cứ tưởng con cua này nó ăn mồi nhưng mà con này cua lươn này nó không ăn đâu các bạn. Bám rất là thôi. Để mình bắt tay đi cho nhanh. Lần đi đâu. Đây rồi. Ê nó cắp mình các bạn ơi. Ui. Đấy đi. Chạy đi đây rồi. Đây rồi các bạn. Ui.
Đấy các mình này, oai đau quá. Oa. Cua mấy cá nhiều không các bạn? Đi tìm cua mấy cá tiếp nhá các bạn nhá. Sướng thật các bạn ơi. Các bạn ơi, mình phát hiện ra một con cua càng to lắm các bạn. Oai đây. Quý đang ăn mồi của mình đấy. Ui. Wow. Kinh. To không các bạn? Oa cha cha. Đây, lên đây rồi các bạn ơi. Ui, thích chưa này các bạn ạ? Ui, một con cua càng rất là to nhá. Mình phát hiện ra đấy, ăn mồi của mình đấy các bạn ơi. Quá chà chà. Ui ui. Nó cắp mồi của mình chặt quá các bạn ạ. Mãi mới khi nhả ra. Được rồi các bạn ạ. Một cua càng. Rất là to nhá. Ba con rồi các bạn ạ. Đi tìm tiếp thôi. Mình sẽ để hay đi tìm tiếp để mình câu nhá các bạn nhá. Sướng thật các bạn ạ. Nhiều bèo quá không thì nó lên ở đám bèo mình không để ý, không nhìn được các bạn. Đây rồi, lại phát hiện thối. Sợ rồi các bạn ơi. Cua nó sợ đã chạy mất rồi. Cua nó khôn thật các bạn. Nhìn thấy mồi của mình thả xuống là nó giật mình, nó chạy mất các bạn. Đây mình phải phát hiện ra có một con cua là ôi thối. Toàn chạy mất thôi các bạn. Sợ mề mồi sao các bạn ơi. Mình vẫn thử thả xuống xem nó có ăn không nhé các bạn nhá. Cua nhìn thấy mồi. Wow, cắn câu rồi các bạn ơi. Ăn mồi của mình rồi này các bạn ơi, nhìn thấy cắn câu này. Hòng tớn luôn các bạn. Ui, tuột rồi. Wow. Ôi. Nó lại nhả mồi ra mất rồi các bạn. Mình nhận nhìn thấy một con cua ở đây rồi. Wow, mình thả mồi xuống này. Ấy, mình thả mồi xuống nó lao lên nó ăn luôn đấy. Wow. Ui, con cua này có một càng thôi. Wow, nhưng mà to lắm các bạn ạ. Đây này. Ui, bám chặt thế. Quá wow, chà chà, được đấy rồi các bạn ạ. Ấy, mình câu được rồi. Một càng cũng ăn được, cũng bắt được các bạn ạ. Ấy, thả mồi xuống này, cua nó ăn luôn đấy các bạn. Ôi, để mình gỡ thôi, con cái mồi ở cái càng, con cua này nó cắp chặt quá. Ấy, nhiều cua to chưa này các bạn ơi. Mình câu tiếp nhá. Sướng quá. Rất là may mắn luôn các bạn ơi. Đây rồi, mình phát hiện ra hai con cua các bạn. Hai con cua nó đang ở đây. Ui, đây rồi. Con cua này ăn mồi của mình rồi các bạn ạ. Ui, sao nó quá được đây rồi. Với còn một con nữa các bạn ạ, hai con kìa. Ui kia. Nhà mồi của mình đi để mình câu bạn nữa các bạn cua này ơi. Đây rồi. Mình tiếp tục mình câu bạn này nữa nhá. Hai con cơ các bạn ơi. Biết đâu rồi ý. Bỏ nó mất rồi ý. Mình vừa thê ở đây xong mà. Mình có còn ở đây không, không biết mình vướng ấy, mình không nhìn thấy các bạn. Ăn mồi rồi các bạn ơi. Đấy nhá, cuối cùng cũng câu được rồi các bạn. Ui, to thật các bạn ạ. Càng của nó to dã man luôn ấy. Lại chạy đi đâu mất rồi. Vừa mới lên ăn mồi xong lại bò mận đâu mất rồi các bạn ạ. Mình lại thấy một con cua nó ở đây rồi các bạn ạ. Không biết mình có câu được không, vì nó vướng cái đám cỏ này lắm. Mình sợ mình không câu được cua các bạn. Không câu được rồi sao ấy. Khả năng mình bắt thôi. Mình vồ thôi các bạn ơi. Đây rồi. Hí, chè chè, sướng chưa. Ai bảo là mình câu không ăn để mình bắt các bạn ạ. Đấy, được một con cua càng nữa nhá. To không các bạn. Sướng thật. Ở vùng quê đi bắt cua buổi sáng sướng lắm các bạn ơi. Toàn cua to thôi.